Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh youtube của chúng tôi. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã hứa rằng đất nước của ông vẫn có thể giành được chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga. Ông Zelensky nói rằng việc này có thể thực hiện với điều kiện Mỹ và các đồng minh tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự cần thiết để thách thức sức mạnh không quân của Moscow và cuối cùng đẩy quân đội của nước này ra khỏi Ukraine. Tổng thống Zelensky không cho rằng đây là một sự bế tắc khi ngay cả một số chỉ huy quân sự hàng đầu của Ukraine thừa nhận cuộc phản công mùa hè của nước này vẫn chưa mang lại lợi ích lớn, mặc dù có gây ra nhiều thiệt hại và những tổn thất đáng kinh ngạc đối với Nga. Sự thiếu tiến bộ đó khiến một số đồng minh của Ukraine cho rằng cuộc xung đột có thể kết thúc bằng các cuộc đàm phán hòa bình, chứ không phải chiến thắng hoàn toàn một đề xuất bị nhiều người Ukraine bác bỏ vì lo ngại rằng Nga sẽ lợi dụng bất kỳ sự ngưng nghỉ nào trong giao tranh để tập hợp lại lực lượng. Để củng cố những ủng hộ của đồng minh, đặc biệt là phương Tây trong bối cảnh ngày càng nhiều dấu hiệu mệt mỏi với cuộc xung đột, những người ủng hộ Ukraine gần đây đã đến Washington để kêu gọi các nhà lập pháp tại quốc hội, chủ yếu là đảng viên Đảng Cộng hòa, tiếp tục nỗ lực hỗ trợ cuộc phản công của Kyiv. Tổng thống Ukraina lập luận rằng sự hỗ trợ như vậy sẽ được đền đáp bằng thành công trên chiến trường, đồng thời tuyên bố lực lượng vũ trang nước này có kế hoạch sử dụng các chiến thuật mới trong những tháng tới. Ông nói quân đội của họ đang đưa ra các kế hoạch khác nhau với các hoạt động khác nhau để tiến nhanh hơn và tấn công quân Nga một cách bất ngờ. Ngoài ra, tổng thống Zelensky cũng cho rằng Ukraina cần sự hỗ trợ của Mỹ để có thể vượt qua mùa đông sắp tới. Ông cũng thừa nhận nước này đang thiếu sức mạnh không quân, đặc biệt là máy bay không người lái và hệ thống phòng không. Nhiều chuyên gia nhận định, Ukraine đang bị kém ưu thế so với Nga trong việc phát triển và sử dụng máy bay không người lái. Việc Ukraine thiếu các bước tiến cần thiết đã khiến một số nút tài trợ cho quốc gia này cho rằng xung đột chỉ có thể kết thúc bằng một cuộc đàm phán hòa bình. Nhưng đề xuất này đã bị nhiều quan chức Ukraine bác bỏ vì lo ngại Nga sẽ tận dụng quãng thời gian ngừng giao tranh để tái củng cố lực lượng. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này chưa sẵn sàng đàm phán với Nga trừ khi Moscow chấm dứt chiến dịch ở quốc gia Đông Âu này, đồng thời phủ nhận thông tin các quan chức Mỹ và châu Âu đề nghị tổ chức đàm phán hòa bình. Tổng thống Zelensky nêu rõ Nga phải kết thúc chiến dịch tại Ukraine và chỉ sau đó cộng đồng quốc tế mới có thể chuyển sang giải pháp ngoại giao. Ông Zelensky cũng thừa nhận cuộc xung đột đang trong tình thế khó khăn và bế tắc và cho biết Ukraine cần thêm viện trợ quân sự. Tổng thống Zelensky cũng bày tỏ lo ngại sau một năm nữa, phương Tây có thể giảm viện trợ cho nước này. Ngân hàng Trung ương Ukraine dự đoán hỗ trợ tài chính cho nước này từ các nhà tài trợ phương Tây sẽ giảm và chỉ đạt 38,5 tỷ đô la Mỹ vào năm tới và 25 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025, trong khi trong năm nay Ukraine ước tính sẽ nhận được tổng cộng hơn 45 tỷ đô la Mỹ. Hồi cuối tháng 9 vừa qua, ngoại trưởng nga sergei lavrov đã tuyên bố nước này sẵn sàng đàm phán về vấn đề ukraine song khẳng định lập trường của nga không thay đổi là đàm phán phải tính đến tình hình thực địa và lợi ích an ninh của nga nhà ngoại giao nga cũng cho rằng kiev càng trì hoãn đàm phán với moscow thì việc đạt được thỏa thuận càng khó khăn theo ông lavrov lệnh cấm đàm phán với nga của tổng thống ukraine cần được dỡ bỏ để mở đường cho đối thoại Phía chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã công bố khoản viện trợ vũ khí và thiết bị quân sự trị giá 425 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Gói viện trợ này được lấy từ sáng kiến hỗ trợ an ninh cho Ukraine, vốn cho phép chính phủ Mỹ mua vũ khí thay vì lấy từ kho dự trữ của nước này. 300 triệu đô la Mỹ sẽ được sử dụng để mua đạn dẫn đường bằng laser nhằm bắn hạ các loại máy bay không người lái của Nga. 125 triệu đô la Mỹ còn lại bao gồm đạn bổ sung cho hệ thống phòng không NASAMS, tên lửa cho pháo phản lực HIMARS, đạn pháo cỡ 105 và 155 mm, vũ khí chống tăng, các vũ khí cầm tay và hàng chục xe tải quân sự. Các lực lượng vũ trang Ukraine đã được trang bị xe công binh M1150 ABV cực lợi hại do Mỹ sản xuất, có khả năng giả phá bom mìn, thiết bị nổ cùng nhiều chướng ngại vật khác. Phương tiện này đã xuất hiện trong buổi lễ kỷ niệm ngày lực lượng tên lửa pháo binh và lực lượng kỹ thuật của Ukraine với sự tham dự của Tổng thống Zelensky. M1150 ABV, một trong những phương tiện thiết giáp nặng nhất thế giới với trọng lượng lên tới 80 tấn, được cho là sẽ mang lại cho quân đội Ukraine khả năng đáng kể trong việc giả phá các bãi mìn dày đặc rộng hàng trăm km mà Nga đã dựng lên. Vẫn chưa rõ M1150 ABV được chuyển tới Ukraine bằng cách nào trong danh sách các phương tiện và vũ khí mà Lầu Năm Góc cung cấp cho Ukraine không có phương tiện này. Nhưng nó có thể nằm trong danh mục thiết bị giả phá bom mìn mà chính quyền Biden cung cấp cho Ukraine trong khuôn khổ khoản viện trợ 45 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù Mỹ không cung cấp thông tin chính thức, nhưng giới phân tích cho rằng phương tiện có thể đã được chuyển đến cùng với xe tăng Abrams tầm khoảng giữa tháng 10. Sự bổ sung mang tính bước ngoặt này đưa Ukraine trở thành quốc gia thứ hai vận hành xe công binh M1150 ABV sau Mỹ. Kiev vẫn chưa triển khai xe tăng Abrams và xe công binh M1150 ABV trên chiến trường. Để tối đa hóa hiệu quả các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Nga, quân đội nước này đang lên kế hoạch cẩn thận về thời gian cũng như địa điểm sử dụng các phương tiện này, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp để đảm bảo có các yếu tố hỗ trợ cần thiết. Trong khi đó, Nga đang tìm mọi cách để khiến xe tăng Abram của Ukraine phải chịu chung số phận với một số xe tăng Leopard mà nước này đã phá hủy trong thời gian gần đây. Chỉ huy tiểu đoàn xe tăng của lực lượng vũ trang Nga, đại úy Sambu Khutkov cho biết các đơn vị xe tăng Nga đóng quân gần Rabotino đang tích cực chuẩn bị cho cuộc săn lùng xe tăng Abram do Mỹ sản xuất. Việc chuyển giao xe công binh M1150 ABV diễn ra trong thời điểm thủy quân lục chiến Mỹ đang bắt đầu giảm bớt các phương tiện này như một phần của sự thay thế các hệ thống thiết giáp lớn và cầu cảnh. Số lượng xe công binh M1150 ABV trong quân đội Mỹ rất ít, ước tính chỉ có 149 chiếc. Dù không còn được ưa chuộng trong quân đội Mỹ, nhưng M1150 ABV có thể giúp ích cho Ukraine khi những bãi mìn dày đặc đang làm chậm tiến độ của cuộc phản công. Trước đó, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valeriza Lutny nói rằng Nguồn cung cấp các thiết bị giả phá bom mìn của phương Tây vẫn chưa đủ để quân đội nước này vượt qua các bãi mìn của Nga. Ông Zaludny nói, các phương tiện của phương Tây chẳng hạn như xe tăng giả phá bom mìn của Na Uy và thiết bị giả phá bom mìn sử dụng tên lửa cũng không đủ để sử dụng khi quy mô của các bãi mìn Nga quá lớn, có nơi trải dài tới 20 km. Khi chúng tôi giả phá xong một khu vực nào đó, Nga lại tiếp tục thực hiện hoạt động giải mìn từ xa. Hồi đầu năm nay, một số nguồn tin quân sự Ukraine cho rằng những thiết bị giả phá bom mìn mà phương Tây cung cấp trước đó hoạt động rất chậm, gây tiếng ồn và dễ bị Nga phá hủy. Theo quân đội Mỹ, M1150 abv là một phương tiện giả phá bom mìn hạng nặng, có tính cơ động cao, có thể xuyên qua nhiều chướng ngại vật phức tạp. Nhiệm vụ của M1150 đơn giản chỉ là đi trước đoàn thiết giáp, kích nổ hoặc sới tung mọi quả mìn trên đường đi. Về cơ bản, M1150 ABV giúp các đơn vị tấn công có thể nhanh chóng vượt qua các rào cản trước khi đối thủ xây dựng hệ thống phòng thủ. M1150 ABV đã chứng tỏ hiệu quả trong cuộc xung đột tại Afghanistan vào năm 2009. Phương tiện sử dụng khung gầm xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1 Abrams đã được sửa đổi lấy từ kho dự trữ của quân đội. Tháp pháo của M1A1 đã được dỡ bỏ và thay thế bằng cấu trúc thượng tầng mới. Phương tiện được tích hợp nhiều hệ thống phụ khác nhau để giảm thời gian và chi phí phát triển. M1150 được trang bị lưỡi ủi, thiết bị cày và dỡ mìn kèm theo nhiều chân tác động lực. Mọi quả mìn nếu không bị các chân chịu lực kích hoạt đều sẽ bị xới tung lên mặt đất bằng chiếc lưỡi ủi. Phương tiện có tháp pháo độc đáo được trang bị hai hệ thống phá hủy tuyến tính, sử dụng dây giả phá bom mìn và tên lửa, hệ thống quan sát tích hợp, hệ thống đánh dấu làn đường, LMS, Kíp lái gồm hai người, trong đó người chỉ huy chịu trách nhiệm điều khiển súng máy. Dây giả phá bom mìn mang theo chất nổ có thể làm nổ mìn, bom hoặc thiết bị nổ tự chế ở khoảng cách an toàn, bằng khi được tung ra phía trước từ 100 đến 150 mét. M1150 ABV có khả năng di chuyển với tốc độ tối đa 70 km một giờ, tầm hoạt động 500 km, vượt vật cản cao 1 m vượt hào rộng 2,7 m lội nút sâu 2,2 m Nó sử dụng động cơ tua pin cực khỏe, cung cấp công suất 1.500 mã lực. Quân đội Mỹ cho biết ABV cung cấp khả năng bảo vệ khá đáng kể cho kíp lái, đồng thời có thể di chuyển nhanh chóng để theo kịp lực lượng cơ động, giúp tạo ra lợi ích đáng kể cho binh sĩ. Lãnh đạo Tổng cục Hệ thống Tấn công Chiến đấu thuộc Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, ông Sergei Baranov mới đây nói rằng Ukraine dự định tận dụng kinh nghiệm đã có được trong những năm trước và sử dụng máy bay không người lái UAV để giáng một đòn mạnh vào quân Nga khi cuộc xung đột trở nên tĩnh lặng hơn nhiều vào mùa đông năm nay. Ông dự đoán nhiều cuộc phản công từ Nga sẽ làm gián đoạn cơ sở hạ tầng năng lượng và thừa nhận rằng các hoạt động quân sự gây nhiều tốn kém cho Ukraine. Ông Baranov cũng kêu gọi phương Tây tiếp tục cung cấp đạn dược cho Kiev, bất chấp xung đột ở Trung Đông, vì theo ông, Ukraine chỉ có thể thành công nếu dùng một số lượng đạn dược nhiều tương đương phía Nga. Thời gian qua, Nga và Ukraine liên tục pháo kích lẫn nhau, Hôm 4 tháng 11, Bộ Quốc phòng Ukraine đã thông báo về việc quân đội nước này tập kích một xưởng đóng tàu của Nga ở thành phố Kek, bán đảo Crimea. Đây là nơi đồn trú của một trong những chiến hạm hiện đại nhất của Nga. Hậu quả là một con tàu đóng tại nhà máy của Nga bị hư hỏng. Bên cạnh đó, khi cái lạnh của mùa đông ập đến và nhiệt độ giảm xuống chỉ còn từ âm 4,8 độ đến 2 độ C, quân đội của Nga và Ukraine đều đang chuẩn bị cho một giai đoạn mới của xung đột. Nhiệt độ đóng băng có thể cản trở hoạt động của các vũ khí và trang thiết bị, đạn dược có thể giảm tốc độ phản ứng và độ chính xác, cũng như cần có số lượng nhiều hơn. Sự hao mòn thiết bị ngày càng gia tăng trong khi vòng đời của vũ khí giảm bớt, dẫn đến việc cần tăng cường bảo trì, hoạt động sẽ trở nên khó khăn hơn trong mùa đông. Các UAV, đặc biệt là các UAV cỡ nhỏ dân dụng như dòng DJI Mavic mà quân đội Ukraine đang sử dụng sẽ gặp khó khăn trong quá trình vận hành khi nhiệt độ xuống thấp gió hoặc tuyết đồng thời giảm cả khả năng trinh sát. Những điều kiện thời tiết trên cũng hạn chế hoạt động và việc sử dụng của các phương tiện hạn nặng như xe tăng và pháo, đặc biệt là pháo kéo. Điều đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến các kế hoạch quân sự bởi tính di động đóng vai trò quan trọng trong tác chiến để quân đội có thể tiến công hay rút lui. Thời tiết mùa đông có nguy cơ sẽ đóng băng tiền tuyến. Điều kiện thời tiết mùa đông, tuyết và việc thiếu độ che phủ của cây cối đã yêu cầu các kiểu ngụy trang mới để ngăn cản việc bị đối phương phát hiện một nhân tố hạn chế khác trong mùa đông là nguy cơ các binh lính bị hạ thân nhiệt và lạnh cóng ngoài tác chiến đến thể chất thời tiết ẩm ướt và lạnh giá có thể ảnh hưởng đến tinh thần của binh lính các nhà quan sát cho rằng không nên đánh giá thấp yếu tố tâm lý bởi điều đó có thể ảnh hưởng đến hiệu quả chiến đấu để tránh điều này việc áp dụng các biện pháp chuẩn bị cho cả binh lính và trang thiết bị là điều cần thiết bởi có lẽ vẫn còn một chặng đường dài để quyết định thành công trong các chiến dịch mùa đông Điều đó bao gồm không chỉ việc thay đổi binh phục, mà còn cả việc huấn luyện để chiến đấu trong mùa đông, cũng như chuẩn bị các trang thiết bị khi nhiệt độ lạnh giá. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố nước này đã chuẩn bị để tiếp tục kế hoạch quân sự trong mùa đông. Các quan chức Nga cũng khẳng định họ đã chuẩn bị cho tác chiến mùa đông với việc Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu thăm quân đội đóng ở phía nam Donetsk để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu với ukraine có lẽ khó khăn lớn nhất không phải là thời tiết lạnh giá mà là các cơ sở hạ tầng năng lượng bị phá hủy điều này có thể tác động sâu sắc đến các chiến dịch quân sự bởi việc thiếu điện có thể làm giảm khả năng liên lạc cũng như hoạt động của các bệnh viện giã chiến đó là lý do tại sao tổng thống zelensky nhấn mạnh cần phải lắp đặt thêm các hệ thống phòng không để ngăn cản việc quân đội nga phá hủy mạng lưới điện của ukraine